nay Đăng Phương Auto xin hướng dẫn cài đặt chế độ hiển thị áp suất lốp dành cho xe Mazda 3. Đối với lại HUD dành riêng cho xe Mazda 3 này thì được chúng tôi trang bị thêm tính năng đấy là hiển thị áp suất lốp. Nguyên lý của việc hiển thị áp suất lốp này là dựa trên 4 phanh ABS của xe. Khi mà chúng tôi lắp đặt xong, chúng tôi sẽ tiến hành cài đặt. Sau khi cài đặt xong cái thì chúng tôi chạy, nếu trường hợp mà áp suất lốp giảm xuống 0,25%, ví dụ như 2,4 cân chúng tôi giảm xuống còn khoảng 1,5 cân hoặc là 1,6 cân thì ngay lập tức sẽ có cảnh báo. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt như sau. Vì là bốn cái cảm biến áp lốp này sẽ hoạt động như sau này. Khi mà cài đặt di chuyển thì bốn lốp này chúng tôi bơm khoảng 2,4 cân hoặc 2,2 cân. Khi bơm đều 2,4 hoặc 2,2 cân thì chạy khoảng 1 cây thì ngay lập tức thiết bị HUD này sẽ ghi nhớ và định nghĩa rằng là bốn vị trí lốp này là có áp suất lốp giống nhau vì vòng tua của bốn ABS giống nhau. Trong trường hợp một trong bốn lốp giảm xuống tiêu chuẩn thì ngay lập tức thì cái khi chạy khoảng độ 1 cây thì cái giá trị vòng tua của cái ABS đấy sẽ phải chạy nhanh hơn để đáp ứng được cái yêu cầu cho cân bằng cả bốn lốp cùng chạy đều. Do vậy, một cái lốp đấy sẽ phải quay nhanh hơn, nó sẽ đọc ra giá trị bất thường của cái lốp đấy là có số lốp dưới tiêu chuẩn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt như sau. Việc đầu tiên, chúng ta có thể dở sách này, sách hướng dẫn ra ở menu số 15 và 19, 20, duy nhất 3 menu 15, 19, 20 là liên quan đến cài đặt cảm biến áp suất lốp. Bây giờ mình sẽ cài đặt như sau. Đầu tiên chúng ta ấn nút giữ 5 giây. 1, 2, 3, 4, 5. Màn hình hiển thị số 1 ở phía dưới là model số 1. Chúng ta sẽ bấm chuyển sang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14. 14 ở giá trị 14 này đang là 0, chúng ta sẽ cho lên số 15. 15 đang là 1. Bình thường nhà sản xuất đang để 0, chúng ta sẽ chuyển sang 1. Ok đúng không ạ? 15 chúng ta để 1. Bấm tiếp 16, 17, 18, 19. 19 nhà sản xuất để 0, chúng ta chuyển sang 1. 20 chúng ta chuyển sang 1. Đấy. Duy nhất là 15 số 1, 19 số 1, 20 số 1. Sau khi chuyển sang số 1 thì ta ấn OK giữ 5 giây. Màn hình trở về vị trí ban đầu. Thì khi trở về trạng thái ban đầu thì chúng ta có thể quan sát là 4 vị trí lốp này hiển thị màu đỏ. Được chưa? 4 vị trí của 4 lốp này hiển thị màu đỏ. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành cài đặt. Chúng ta sẽ bơm cả 4 lốp bằng nhau. Sau đấy chúng ta sẽ chạy khoảng 1 cây. Trong quá trình chạy thì từng lốp một sẽ chuyển đổi sẽ được tắt cái tín hiệu đi. Các bạn lưu ý là bốn tín hiệu cảm biến số lốp này hiện tại đang hiển thị lên là toàn bộ là màu đỏ. Chúng ta sẽ bơm đều bốn lốp 2,4 cân hoặc 2,2 cân. Bây giờ mình sẽ bơm 2,2 cân à 2,4 cân. Sau đấy mình chạy khoảng 1 cây. Từng lốp một sẽ tắt đi, đồng nghĩa việc là đã hoàn thành cái việc cài đặt. Sau khi hoàn thành việc cài đặt chúng ta có thể test bằng cách đến là giảm áp suất lốp của một lốp xuống khoảng 1,5 cân. Xong ta chạy khoảng 1 cây. Bây giờ mình sẽ bơm áp suất lốp đủ 2,4 cân cho tất cả các lốp. Sau khi mà bơm đủ áp suất lốp 2,4 cân cho cả 4 bánh, chúng ta sẽ tiến hành chạy để kích hoạt. Bây giờ mình sẽ tiến hành chạy thử. Trong quá trình chạy thử thì chúng ta có thể thấy là từng lốp một sẽ được kích hoạt.
ta chạy khoảng 1 cây thì từng lớp 1 sẽ được định nghĩa. Đấy, đã hoàn thành được một vị trí lớp đầu tiên. Các bạn nhìn thấy là đang màu đỏ nhưng chuyển sang màu trắng rồi, tức là đã được tắt đi rồi. Tức là đã hoàn thành cái cài đặt lớp thứ nhất. Lưu ý rằng là đường thử chúng ta sẽ phải chạy thẳng nhé. Thẳng là tốt nhất. Còn rẽ thì cũng không đáng kể đâu. Lớp thứ hai đã được hoàn thành. Lớp thứ hai ở bên tay phải đã được hoàn thành. Còn hai lớp sau. Lốp bánh sau ở bên tay trái đã hoàn thành việc cài đặt, còn một lốp duy nhất đó là bánh sau bên phụ màu đỏ. Hoàn thành bánh sau bên phụ, với vậy cả 4 bánh đã hoàn thành việc cài đặt. Sau khi hoàn thành cài đặt xong thì ngay lập tức hệ thống sẽ báo bằng một tiếng kêu dài. Như vậy bây giờ mình sẽ tiến hành giảm áp suất lốp của một lốp xuống khoảng 1,5 cân. Như vậy là 4 lốp đã được như vậy là một lốp sau ở bên tay tay phải đã được chúng tôi giảm áp suất lốp xuống còn 1,5 cân, 1,53. Bây giờ chúng tôi sẽ chạy thử khoảng một cây. Hiển thị tốc độ này rất hay, có cả chế độ sinh nhan, chế độ mở cửa, cảnh báo tốc độ, vòng tua, hiển thị vòng tua, rất nhiều tính năng. Chạy khoảng độ 800m đến 1 cây thì ngay lập tức sẽ đọc ra giá trị áp suất lốp dưới tiêu chuẩn, sẽ hiển thị bạch màu đỏ.
ngay lập tức các bạn nhìn thấy là đã hiển thị sang màu đỏ rồi. À, như vậy là các bạn có thể quan sát thấy là lốp sau bên phải đã báo đỏ khi mà đi được khoảng độ gần 1 cây. Như vậy là đã báo chính xác các suất lốp dưới tiêu chuẩn. Bây giờ để hết cảnh báo này thì chúng ta bấm nút giữa, chúng ta bơm lốp lên tiêu chuẩn 2,5 cân. Đấy, bấm nút giữa vẫn còn màu đỏ nhưng mà hết tiếng kêu, đỡ đau đầu. Bây giờ chúng ta tiến hành bơm. Bơm đi em. Chúng ta bơm đủ 2,5 cân, à 2,4 cân, xin lỗi, chúng ta bơm đủ 2,4 cân. Còn anh vừa quẹt đâu để qua cổ. Bơm đủ 2,4 cân thì ngay lập tức tự động dừng. Sau khi bơm đủ thì ta sẽ tiếp tục chạy tiếp. Các bạn nhìn thấy là axon lốp dưới tiêu chuẩn, bánh sau bên tay phải nháy kêu và mình đã bơm đủ lên 2,4 cân. Chúng ta sẽ chạy khoảng 1 cây thì kết quả sẽ hết kêu và đồng thời axon lốp sẽ đạt tiêu chuẩn, đồng thời đèn sẽ không còn báo màu đỏ nữa. Như vậy là đã hết báo màu đỏ rồi. Kết quả chúng ta bơm axon lốp lên và đã cập nhật lại giá trị axon lốp, kết quả là ok. Giờ mình bấm nút giữa này thì sẽ hết kêu.